Rồi, xin chào đón cả nhà, mình tiếp tục quay trở lại với kênh Đồ Cổ Cần Thơ. Thì rất vui là được đồng hành và chia sẻ những sản phẩm vừa sưu tầm được với cả nhà của mình nha. Thì đến với ngày hôm nay thì bên kênh của em có về được rất là nhiều sản phẩm độc và lạ giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình trong video ngày hôm nay. Xem được đừng quên cho xin một like, một lượt đăng ký kênh cả nhà mình nha. Đầu tiên là xin giới thiệu và giao lưu với cả nhà, mình có vài con bật cửa rất là độc lạ nha, của Mỹ ha. Đầu tiên là con này, con của Mỹ nha, nó có tên gọi là ARS, được sản xuất vào những thập niên 1940 nha, rất là độc lạ ha. Chiều cao là cỡ khoảng 6 cm, rồi bề ngang là 8 cm nha. Nó hoạt động trên nguyên tắc là cò tự động ha. Cái này là em chưa bỏ xăng nha, con này còn như mới luôn ha, rất là đẹp. Con này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.600.000 nha, cho một con ARS ha, rất là đẹp, của Mỹ nha, dòng rễ vàng của Mỹ, rất là đáng để sưu tầm trong ngày hôm nay nha. Đây là chưa đi vào các mã sản phẩm ha. Rồi tiếp theo nữa là có hai con, có một cặp bật lửa Ronson nha, của Mỹ ha. Con này được sản xuất vào những thập niên 1936 nha, cốt đồng bọc bạc, rất là đẹp. Ở này là dòng rễ vàng ha, dưới này có hai con ốc, một con là mình bỏ xăng, một con bỏ đá nha. Cái này em chưa bỏ xăng vào, mà mình về mình bỏ xăng vào ha, rất là nhạy lửa. Một cặp này ha, cặp này có giá giao lưu với cả nhà mình một cặp là 2.000.000 ha. Và bên cạnh đó là có một cái hộp bật lửa kim hộp thuốc của Mỹ, của hãng Ronson luôn nha, được sản xuất vào những thập niên 1950 ha, rất là độc lạ, nó vừa đựng thuốc ở trong đây. Và bên trên đây là cái bật lửa của hãng Ronson ha. Con này thì có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.000.000 luôn nha. Cả nhà mình có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ trực tiếp em ha. Sau đây là các mã sản phẩm ngày hôm nay nha. Đầu tiên mã số 1 là giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình có một siêu phẩm nha. Đây được xem là một trong những tác phẩm đẹp nhất của ngày hôm nay ha. Đó là một con nhất long nha, nhất long vừa ngọc, rất là đáng để sưu tầm ha. Con này ở đây cả nhà cùng xem nha, con này là quả châu gời ha, quả ngọc gời, rất là đẹp. Nội cái này thôi là khỏi chê nha, rất là đẹp ha. Nguyên một cái con rồng đang vờn một cái quả châu nha. Chiều cao là rơi vào khoảng là 35 cm, rồi bề ngang là có 25 nha, chất liệu bằng đồng ha, rất là sáng bóng, rất là đẹp. Đây là một chuyện siêu phẩm ngày hôm nay nha. Con này có giá giao lưu cả nhà mình là 4.500.000 ha. Nó có tổng trọng lượng là 8.8 kg cho cả nhà mình nha, 8.8 kg ha, cho mã số 1 ngày hôm nay nha. Thứ hai, mã số 2 là giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình là có được một tượng quan thông nha. Đó, đây cũng được xem là một trong những tác phẩm rất là nổi tiếng ha, quan long quan công nha. Quan công đang chất liệu đồng, tượng người đang đứng rất là hiên ngang nha, và có tổng trọng lượng là khoảng 9.2 kg ha. Chiều cao là rơi vào khoảng là 45 cm, và tới cây đao là 48 cm nha. Chất liệu bằng đồng, tổng trọng lượng là 9.2 kg nha cả nhà mình ha. Xin lỗi cả nhà mình nha. Và bề ngang là cỡ khoảng là 19 cm, và có giá giao lưu với cả nhà mình là 3.800.000 cho tượng này nha. Rất là đẹp ha. Đây là mã số 2 ngày hôm nay nha. Đây, phía sau. Rồi, tiếp theo mã số 3. Mã số 3 ngày hôm nay là còn được một cái trống nha, một cái trống đồng xưa nha cả nhà mình ha. Để xuống cho cả nhà mình cùng xem nha. Một cái trống đồng, đây là một những nhân quá rất là hay của người Việt mình ha. Trống đồng Đông Sơn nha. Có đường kính là cỡ khoảng là 19 cm. Rồi chiều cao là 15 cm. Chất liệu thì bằng đồng xưa ha. Rất là đáng để sưu tầm nha. Và tổng trọng lượng là 2.2 kg. Và có giá giao lưu với cả nhà mình cái trống đồng này, trống đồng xưa này là có giá là 2.200.000 nha, cho một cái trống đồng xưa ha. Trên này có mấy con cốc nữa nè, mặt trống rất là sắc nét, từng chi tiết nhỏ cả nhà mình ha, rất là đáng đi sưu tầm nha. Đây là mã số 3 nha. Rồi số 4 của ngày hôm nay là còn được hai tượng nha. Số 4 là có hai tượng rất là đẹp, đó là hình ảnh là Quan Âm Đồng Tử. Cái này là có hai mẫu cho mã số 4 này nha cả nhà mình nha. Chiều cao của mẫu thứ nhất là rơi vào khoảng là 26 cm, mẫu thứ hai là 21 cm. Mẫu thứ nhất là hai đồng tử là đứng hai bên nha, ở đáy này có chuyện ha. Và bên đây là mẫu thứ hai là đồng mẹ Quan Âm đang ôm một đứa bé ha, hai đứa bé hai bên. Thì mẫu một tượng có giá giao lưu cả nhà 1.200.000 cho mã số 4 ngày hôm nay nha. Và thứ hai, mã số 5 đó là một tác phẩm rất đẹp, đó là Phật Gắn nha. Đây là một trong những tác phẩm bằng đồng pháp lam rất là sắc nét, nét từng chi tiết nha cả nhà ha. Chiều cao là 25 cm, rồi bề ngang của tượng Phật Gắn này rơi vào khoảng là 13 cm nha. Và chất liệu bằng đồng pháp lam, rất là đẹp, rất là đáng để sưu tầm. Tác phẩm này có giá giao lưu cả nhà mình là 2.200.000 nha.
ở chỗ em đang mưa nên là cả nhà mình cố gắng theo dõi giúp em ha. Ở đây là đang trời đang mưa nên em quay luôn nha. Tụi này có giấy luôn cả nhà mình là 2.200.000 cho từ quạt gắn này nha. Đây mã số 5. Rồi số 6. Số 6 ngày hôm nay là một cái hũ nha. Một cái hũ trang sức nha, hũ châu ha. Đây là một cái hũ rất là đẹp. Đây là một cái hũ có hình con trâu ngay cả nhà mình nha. Đó, đây là một cái hũ trang sức của nhà giàu ngày xưa ha. Cả nhà mình cùng xem nha. Đó, nó có hình con trâu. Cái này đựng vàng bạc châu báu thôi khỏi chê nha, rất là dày, hai con trâu, mấy con trâu đều đắp nổi rất là đẹp ha. Và chiều cao là cỡ khoảng là 19 cm nha, rất là nặng, rất là đẹp, sắc nét từng chi tiết ha. Hũ này về đựng vàng trang sức là thôi khỏi chê. Hôm trước có hũ giao lưu là còn hũ giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Hũ này có giá giao lưu với cả nhà mình là 950.000 nha, cho mã số 6. Rồi số 7. Số 7 là ba cái ấn giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Có ba mẫu ấn khác nhau, rất là đẹp, cho mã số 7. Đó là ba cái ấn, một cái ấn là long quy. Rồi một cái ấn gồng và một cái ấn phủ long. Thì mỗi cái giao lưu với cả nhà mình là 900.000 nha. 900.000 cho một cái ấn này, mã số 7 này ha. Đây là mã không, đây là mã số 8 chứ. Xin lỗi cả nhà mình nha, đây là mã số 8 thì 900.000 một cái nha. Rồi tiếp theo mã số 9 ngày hôm nay là giới thiệu và giao lưu cho cả nhà mình hai cặp ấn rất là to nha. Mỗi hai cặp này nó đều giống nhau, một cái bằng đồng màu nó lên màu đen luôn nha, một cái thì lên đen xanh thôi. Chiều cao là cỡ khoảng là 20 cm, hai cái ấn này rất là to nha cả nhà mình ha, và 20 cm, và mỗi một cái gần 2 kg nha, rất là đáng để sưu tầm ha. Một ấn này rất là to nha, mỗi một cái này có giá giao lưu cả nhà 1.400.000 ha, cho một cái ấn đồng to này nha. Ở dưới đáy này có chuyện luôn, này về trưng bày sưu tầm khỏi chê, quyền lực sức mạnh nha. Một cái ấn rất là to ha. Đây có hai cái, mỗi một cái là có giá giao lưu với cả nhà 1.400.000 nha. Cả nhà mình có nhu cầu sưu tầm cái nào thì liên hệ trực tiếp em ha. Đây là mã số 9 ngày hôm nay nha. Xem được đừng quên cho em xin một like và được đăng ký kênh nha. Rồi tiếp theo mã số 10. Số 10 hôm nay đó là một cái tác phẩm rất là đẹp. Đó là ảnh là một cái cối hoa đà nha. Đây là một hình ảnh hoa đà ha. Người ta thường nói là hoa đà tái thế nha. Đây là một trong những vị thuốc rất nổi tiếng ngày xưa ha. Và cái cối hoa đà này có tổng trọng lượng là khoảng 1.2 kg. Và chiều cao của cối hoa đà này rơi vào khoảng là 24 cm nha. Đường kính miệng là 8 cm. Và có giá giao lưu cả nhà 1.000.000 đồng cho cái cối hoa đà này ha. Cối hình hoa đà 1.000.000 đồng nha, cho mã số 10. Rồi 11 là một cái nải chuối chất liệu đồng ha, rất là to, rất là nặng. Một nải này bao gồm có 13 quả cả nhà nha. Tổng trọng lượng là 3.2 kg, chất liệu đồng nguyên khối. Và có chiều ngang là cỡ khoảng là 18 cm nha. Bao gồm 13 quả, rất là dày dặn, rất là nặng. Cầm mỗi tay ha. Bao xài trọn đời nha cả nhà mình nha. Nguyên một cái nải chuối rất là đẹp. Cái này bao trưng bày trọn đời ha. Đây mã số 11, có giá giao lưu cả nhà 1.700.000 nha. Rồi mã số 12. 12 của ngày hôm nay là còn được một tượng Phật Niết Bàn nha. Đây là một trong những tác phẩm rất là đẹp. Đây là một tượng Phật Niết Bàn có chiều ngang là 20 cm, chiều cao là khoảng 8 cm nha. Đây là tượng Phật Niết Bàn ha, chất liệu bằng đồng nha, rất đáng để sưu tầm ha. Ở đáy này cũng có chuyện luôn nha. Tượng Phật Niết Bàn này có giá giao lưu cả nhà mình là 950.000 ha, cho mã số 12. Rồi 13 hôm nay là còn được một bộ lục lạc nha. Một bộ lục lạc bao gồm có 16 cái, chất liệu bằng đồng, dây thì dây da. Đây là một trong những sản phẩm của người dân tộc Tây Nguyên nha, chất liệu bằng đồng ha, dây thì dây da. Trong đây mỗi cái lục lạc đều có cái hộp trong lắc kêu rất là to. Bộ này có giá giao lưu với cả nhà mình là 800.000 cho một bộ lục lạc, mã số 13 nha. 13 ha. Rồi 14 hôm nay là còn được một con cá mạ vàng. Hôm trước là có con giao lưu rồi, hôm nay còn con giới thiệu cùng cả nhà mình luôn nha. Đây là mã số 14 ha. Con cá kim long mạ vàng có tổng trọng lượng là 3.3 kg ha. Bề ngang là có khoảng là 38 cm và chiều cao là 17. Chất liệu bằng đồng mạ vàng, ở ngoài giống như vàng 18 nha cả nhà mình nha. Nhìn ở ngoài rất là đẹp. Cái này về trưng bày phòng khách phòng làm việc thì thôi khỏi chê ha. Đang nằm trên cây gậy nhí và được mạ một lớp vàng rất là đẹp ha. Con này có giá giao lưu cả nhà 1.800.000 nha. 1.800.000 cho mã số 14. Rồi 15 là cũng một con cá nhưng mà về chất liệu bằng đồng, không có mạ vàng ha. Con này thì rất là đẹp nha, mã số 15. Có tổng trọng lượng là 4.2 kg cho tác phẩm này ha. Bề ngang là cỡ khoảng là 38 cm. Rồi chiều sâu là cỡ khoảng là 17. Chất liệu thì bằng đồng nha, trên đây là có vượt cây gậy như ý, rất là đáng để sưu tầm ha. Ở bên hai bên là có hai cái sâu tiền. Và có tổng trọng lượng là 4.3 kg và có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.800.000 cho mã số 15 ngày hôm nay luôn nha. Rất là đẹp ha. Không thể chê vào đâu được nha cả nhà mình nha. Rồi mã số
16 của ngày hôm 16 ngày hôm nay là còn được một tượng Phật Như Lạc. Một ông rất là to nha, nằm ở mã số 16. Ông cười rất là tươi ha, mặt thì rất là quan hỷ nha. Chất liệu bằng đồng ha. Không sưu tầm tượng này thì không biết sưu tầm tượng nào bây giờ nha. Tổng trọng lượng là 9,5 kg. Bề ngang là có khoảng là 38 cm. Rồi chiều cao của ông là 20 nha. Một tượng rất là đẹp ha. Ông cười rất là tươi nha. Và tác phẩm này có giá giao lưu với cả nhà mình là 3,8 triệu nha. Đó, ông này thôi khỏi chê như cả nhà mình nha. Rất là đẹp ha. Đái này có chuyện luôn nha. 3,8 triệu cho mã số 16 ngày hôm nay ha. Rồi, tiếp theo mã số 17. 17 ngày hôm nay là còn là một cặp kèn kem mút, hay còn gọi là kèn xe đạp hoặc là kèn thiến heo nha. Có chiều cao là cỡ khoảng là 15. Có một tiếng kêu rất là lạ ha. Cái này người ta có thể là dùng để ngày xưa thì người ta có thể bắt chưa xe đạp để bán kem hoặc bán ghe hàng ha. Thì cái này một cặp có giá giao lưu với cả nhà mình là 600.000 cho mã số 17 ngày hôm nay nha. Rồi 18 là một con rồng ha. Đây là một con rồng rất là đẹp, một con rồng nhã ngọc nha. Con này có chiều cao là cỡ khoảng là 38 cm, rồi bề ngang là cỡ khoảng là 25 cm nha. Chất liệu bằng đồng ha, nguyên một con rồng nó nhã qua một cái viên ngọc rất là đẹp. Chất liệu bằng đồng, tổng trọng lượng là để em coi thử, tổng trọng lượng là khoảng 4,2 kg nha. Và con này có giá giao lưu cả nhà 1,900,000 ha. 1,900,000 cho một tác phẩm này nha, rất là đẹp ha. Cho mã số 18. Rồi mã số 19 của ngày hôm nay là có một tượng là Quan Âm Đồng Tử. Và mã số 19 là một tượng Quan Âm và hai đồng tử hai bên nha. Đồng tử bái Quan Âm ha. Chiều cao là cỡ khoảng là 26 cm, rồi bề ngang là cỡ khoảng là 15. Chất liệu bằng đồng ha. Hình ảnh mẹ Quan Âm. Ở dưới là có hộ một con rồng nha. Hai bên là hai đồng tử đang bái Quan Âm. Rất là đẹp ha. Ở đáy có chuyện luôn. Tác phẩm này có giá giao lưu cả nhà 1,4 triệu nha. Cho đồng tử bái Quan Âm. Có tổng trọng lượng là khoảng 1,7 kg ha. Đây là mã số 19. 20 là một cặp chim công ha. Đây là một cặp chim công rất là đẹp nha. Cặp này bao gồm có hai con. Đó, chim công đối xứng với nhau rất là đẹp ha. Ở mã số 20 ngày hôm nay nha. Chiều cao là 14 cm. Rồi bề ngang cặp chim công này là khoảng là 10-13 nha. Chất liệu thì bằng đồng. Tổng trọng lượng là khoảng 1,2 kg. Cho một cặp như thế này. Cặp như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1,200,000 ha. Cho một cặp chim công nha. Chất liệu bằng đồng rất là đẹp. Mã số 20. Rồi tiếp theo mã số 21. 21 hôm nay là còn được 3 cái cây binh khí, gọi là pháp khí nha. Hay còn gọi là pháp khí mặt tông ha. Đây là mã số 21 nha. Mốt là có ba mẫu pháp khí mặt tông. Thứ nhất là cây đầu tiên, cả nhà mình cùng xem nha. Đây là có hình ảnh ba mặt. Đây là một cái lưỡi ha. Và chiều dài của cái cây đầu tiên là có khoảng là 25 nha. Và cái cây thứ hai là cũng có hình ảnh ba mặt ở trên này, giống như hình ảnh đầu con ngựa nha. Đây là pháp khí mặt tông ha. Và chiều dài là có khoảng là 32. Và cây thứ ba thì nó có cái hình ảnh giống như là một cái đầu rồng nha. Ở trên này có cái lưỡi. Và chiều dài là cỡ khoảng là 31. Và mỗi một cây như thế này có giá giao lưu cả nhà mình là 750 nha. Anh em có nhu cầu sưu tầm thì báo em ha. Ba mẫu khác nhau. Đây là mã số 21 nha. Rồi 22. 22 là một tác phẩm trầm cửu long ha. Đây là một cái sông trầm rất là đẹp. Và mã số 22 đó, một cái sông trầm cửu long nha. Chiều cao là cỡ khoảng 14 cm. Bề ngang là cỡ khoảng 17. Chất liệu bằng đồng. Trên đây có hình ảnh chín con rồng ha. Sông trầm cửu long nha. Cửu long dùng đất chín rồng nha. Đây là cửu long ha, có 9 con rồng nó nổi ra phía ngoài rất là đáng để sưu tầm nha. Ba cái chân là ba chân lân và có giá giao lưu cả nhà mình là 1,200,000 nha. 1,200,000 cho mã số 22. Rồi tiếp theo mã số 23. 23 của ngày hôm nay là còn được một con ngựa mã đáo thành công ha. Chiều cao là cỡ khoảng là 21. Rồi chiều dài là cỡ khoảng 17. Chất liệu bằng đồng ha. Đây là một con hình ảnh con ngựa nha. Với nghĩa là mã đáo thành công nha. Đây là mã số 23 ha. Có giá giao lưu cả nhà mình là 950.000 nha. Cho mã số 23 ngày hôm nay ha. Rồi tiếp theo mã số 24. 24 là một tác phẩm rồng nhã ngọc thiên châu. Đây là một con rồng, hình ảnh một con rồng nha. Đang nhả ra một viên châu, chiều cao là cỡ khoảng là 18 cm. Rồi bề ngang là cỡ khoảng là 13 ha. Chất liệu bằng đồng nha. Con này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1 triệu đồng ha. 1 triệu đồng cho con rồng nhã ngọc thiên châu nha. Đây là mã số 24. Rồi 25 là một cái
gọi là sông trầm thập lân, bao gồm có 10 con lân nha. Trên này 25 25 là sông trầm thập lân, có 10 con lân ha, chiều cao là cỡ khoảng 21 cm. Trên đây là cả nhà mình cùng xem nha, 10 con lân được nổ ở phía ngoài rất là đẹp nha, đó trên nắp ở đáy nè ha. Rồi sông trầm thập lân có giá Zalo cả nhà 1.300.000 nha, cho sông trầm thập lân mã số 25. Rồi tiếp theo mã số 26 là một cái con ốc ba chân, mã số 26 là một con ốc ba chân nha, chiều dài là cỡ khoảng là 25 cm, rồi chiều cao là cỡ khoảng là 17. Đây là một con cóc ba chân phong thủy rất là đẹp ha, để em cùng xem nha. Nó có ba đuôi nè, có ủa có ba chân chứ, hai bên là sâu tiền, cóc hột ha, thải tài lộc nha. Con này có giá do cụ này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.800.000 cho mã số 26. Và mã số 27 là một con rồng ha, 27 là một con rồng đế tiền, chiều cao là 18, rồi bề ngang là 14. Đây là một con rồng đế tiền nha. Và con này có giá vô luôn cả nhà 1.200.000 ha. Con này đó có ở 2,2 kg, con rồng đế tiền rất là đẹp. Rồi đây là mã số 27 28 là một con rồng nha. Ủa một con đại bàng ha, con đại bàng đang bắt tay, con đại bàng đang bắt tay hợp tác ha, chiều cao là cỡ khoảng là 35, rồi bề ngang là 29, đang đứng trên một cái bắt tay nhau ha. Và con này có giá giao lưu với cả nhà mình là 2,5 triệu. Và tiếp theo có hai cái thùng đạn như cả nhà mình nha, cái lớn cái nhỏ. Đây là mã số 29, bao gồm một cái lớn một cái nhỏ nha. Và hai thùng đạn này về mình có thể đựng đồ vật dụng trong gia đình của mình ha. Thùng đạn Mỹ xưa nha, một cái nhỏ thì vừa có đường kính là khoảng 27, một cái lớn có đường kính là cỡ khoảng là 29 nha. Và một cặp như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.200.000 ha, cho một cặp thùng đạn này nha. Đây là mã số 29. Và cuối cùng 30 là một cái cây quạt đồng nha, 30 là một cái cây quạt hiệu Mangeli ha, chất liệu cánh bằng đồng, khung bằng đồng nha, đang sử dụng điện 220V và chiều cao là 40 cm, và đường kính cánh là 29 cm ha, đang hoạt động trên nguyên tắc là sử dụng điện 220V nha. Rất là đẹp, cánh bằng đồng, khung bằng đồng, đã được vệ sinh chùi sáng bóng lại rồi nghe nè ha, hoạt động tốt ha. Cây này có giá giao lưu cả nhà mình 3.300.000. Đây cũng là mã số cuối cùng nha cả nhà mình nha. Xin cảm ơn cả nhà mình ha, hẹn gặp lại cả nhà mình vào clip sau với những sản phẩm độc và lạ hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.